trở lại nơi hẹn thề năm xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai phương tường. Ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng. Đào hoa đáo cô đơn mong chờ, 15 năm ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình bóng giai nhân bên người anh hùng. Xa cô đưa trở về sang tân, trong vu quỳ nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương anh xưa nơi đây nguyện lao kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta hay trong giấc mơ. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình. Chúng ta lại tiếp tục review về phiên bản cụm 2 Thiên Tuyệt Mobile ở server Long Môn Trấn. Thì anh em biết là mình mới chuyển sang một phái cái băng bổng để thử xem là đam nó như thế nào. Rồi chán cái băng bổng rồi, chúng ta tiếp tục về một phái mới. Anh em biết là mình sẽ chuyển một phái gì không? Đó là một phái hệ thủy, thuộc ngũ hành hệ thủy. Đó, một là Ngami, hai là Thúy Yên Song Đao. Khả năng là mình sẽ về Thúy Yên Song Đao rồi, vì mình đang có một cái cây vũ khí lôi xạ sát thương vật lý nội công 147 ẩn 2. Nên là mình sẽ buôn đồ theo phá hành. Và buôn đồ như thế nào thì anh em hãy đợi ở clip lần sau. Bây giờ mình sẽ đổi phái cho nó về một phái Thúy Yên đã. Rồi bây giờ mình sẽ bán bớt cái đồ đi để mình lấy cái dương á. Lấy cái dương anh em, lấy cái dương để mình cất những cái đồ kia để mình. Ở đây nó hiện tại nó đang mới fix, nó không cho bán ở trên cái đấy nữa anh em. Rồi, tiếp tục trải nghiệm Thúy Yên Song Đao. Và bây giờ mình đang kiếm đồ đường môn bao vũ anh em. Kiếm đồ đồ đường môn bao vũ để sau này mình sẽ chuyển qua đường môn. Anh em nào có lõa mộc hay lõa kim gì bán thì ới mình nha anh em. Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chuyển phái đây anh em. Đây mình đã mua sẵn cái tín vật mua phái rồi. Mỗi lần chuyển mua phái là mình mất khoảng tầm 500.000, tương đương là 500 kem. Và hiện tại là mình đang bán cái Evin Su 850 Evin Su với giá là 1k7 kim nguyên bảo anh em nhé. Anh em đỡ phải cần phải ghép nguyên liệu. Anh em cần mua sẵn luôn thì anh em ấy nhá. Số lượng lớn anh em mua bao nhiêu cũng có anh em nhé. Anh em mua khoảng tầm 2 bộ thì mình sẽ giảm cho anh em 50 kim. Anh em mua 5 bộ trở lên thì mình sẽ giảm cho anh em là 100 kim nhá. Ở server Long Môn Trấn anh em nhé, server Ba Lăng thì mình không có. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ cởi đồ ra và bắt đầu mình sẽ chuyển giới con này về một phái mới, đó là một phái Thúy Yên Song Đao. Sau đó là mình sẽ buôn theo kiểu đồ phá hành. Phá hành ở đây là gì thì anh em hãy đợi mình buôn lên, sau đó mình sẽ làm một cái clip review đồ qua con này để cho anh em xem là buôn đồ phá hành nó kiểu như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đối thoại với cái bang. Mình sẽ hẹn gặp cái bang khi mình có kỹ năng 120. Mình sẽ về nó. Bây giờ nó chưa, nó hơi yếu anh em ạ. Nó ít điểm quá, nó ít điểm kỹ năng quá nên là cảm giác nó yếu quá. Nó đam cũng được thôi, đánh như một số một phái khác cũng được, nhưng mà nó kết thúc lâu ấy anh em. Kết thúc nó không được nhanh như một phái Thúy Yên. Thúy Yên Song Đao hiện tại nó đang bị đam rất là to. Nó kết thúc rất là kinh anh em ạ. Vì nó, anh em nó ít mặc kháng băng ấy. Ít mặc kháng băng. Ở đây con ác cao này mình khi mình mặc 75 kháng băng cộng 2 cộng 1 thì Thúy Yên Song Đao nó thổi ít khi chết được mình lắm. Ít khi chết được mình lắm anh em ạ. Nên là anh em nếu mà muốn solo với Thúy Yên Song Đao anh em cứ mặc kháng băng và ác mắc kháng băng mắc vào anh em chả ngán thì nó đâu. Đây anh em như cái kháng băng 24 này. Đó, kháng băng 24% mắc up luôn anh em. Mức tội sinh lực nó không có đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cởi đồ ra này. Sau đó mình sẽ bái hạ môn trưởng pháp. Ồ mẹ nó bắt mình xếp 5 hành trang ô anh em. Cay nhỉ. Để mình đi mình dọn đồ đã anh em. Mình đi mình dọn đồ đã. Chuyển đổi môn phái hay là vào môn phái thì anh em phải cởi hết đồ anh em ạ. Cởi hết đồ thì nó mới cho anh em vào môn phái các thứ. Nếu mà anh em không cởi hết đồ ra thì nó không cho anh em vào đâu. Nên là anh em lưu ý nhá. Đây bây giờ mình sẽ cất cho làm sao nó cho đủ 5 hành trang ô. Anh em đang xem clip thì ấn cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh anh em nhé. Hiện tại là mình đang chơi ở server Long Môn Trấn ở bên cụm 2 Thiên Tuyệt phiên bản đồ xanh nhé. Phiên bản này phiên bản đồ xanh cực kỳ là hiếm luôn anh em.
trang bị item cực kỳ là hiếm. Nếu mà chuyển qua Thúy Yên thì cái tỷ lệ kháng của nó ít hơn, yếu hơn so với cái bang. Cái bang thì nó có cái kêu chấn phái tăng kháng nên là nó rất là trâu, rất là trâu. Rồi mình sẽ trưởng pháp này. Sao hành trang có 5 ô ta? Mẹ, rõ ràng là mình chuyển 5 ô rồi anh em. Rồi đáp này ra đã. Bái hạ trưởng pháp. Rồi ok. Khi mình đã chuyển xong thì mình bắt đầu vào game. Rồi anh em thấy là clip tới mình sẽ review cho anh em về cách bundle phá hành của Thúy Yên trưởng pháp. Ok. Rồi mình đã chuyển phái thành công anh em nhé. Mình đã chuyển phái thành công rồi. Bây giờ anh em đợi mình bundle thôi. Sau đó mình sẽ làm clip bundle cho anh em xem. Ok, bây giờ mình xin phép kết thúc clip ở đây. Anh em xem hết clip, ấn cho mình xin nút like và một nút đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo về Thúy Yên Song Đao. Bye anh em nhé.